Thôi không được rồi, Polo ơi. Ôi, nóc hai này. Ôi, sau lưng. Móc kìa Polo, móc kìa Polo. Thả rồi. Ôi, phải đầu chưa? Ngỡ tay nhanh. Sao bị nhanh, nhanh tay như chớp. Đã chuyển được rồi. Hai thằng này. Polo bị bắn từ phía sau lưng, Polo nằm xuống. Trời ơi Polo. Có một kèo méo đâu. Ôi trời ơi, bắn phía sau lưng rồi. Rút 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 vào bên đấy. Dạ. Mẹ con tới rồi. Ôi lâu hay quá. Lục. Chết thằng trai. Ôi, chết thằng con tròn. Ôi trời ơi. Chị ơi, thêm đậu. Ok, chạy đi. Tắt mic kép đi, đỡ này. Quên. Đây gì căng nhỉ? Lại á mọi người. Hãy không chờ nha. Bạn nghe nó giữ nha. Lần này là 4 người okay, sẽ khen đây. Ok. Cái kho ngon quá. Ok. Kho ngon kệ. Bữa nay tôi nhạy cảm lắm á. Nói lớn tiếng là tôi giỏi á. Polo mới tập chơi khổ khổ chứ. Vậy hả? Chỉ Polo chơi game thì. Nói nhỏ nhẹ. Rồi, nhỏ nhẹ thôi. Nói nặng là tôi giỏi. Hello Thảo Phan. Tiếng hét của anh phò như BD. Không phải cái gì, BD cái đâu. Gì? À. Nghe tiếng hét của BD à, thử không? Thử không? Không, không có chơi thử. Không có chơi thử. Gì vậy? Ơ, nhà nhiều lôi có địch. Bên mình tiếp. Ủa, có ai vào đây không? Để móc súng ra sẵn chứ, sợ phải nồi. Bù lút không có súng. Con mực. Có cái súng gì nữa à, chứ. Lộn hai cái đầu ơi. Bé ơi, phôi. Bé của bò đang la kìa. Đây. Nó cứu bồ nữa nè. Nó cứu gục, một thằng này tôi gục ở cái gì ta? Hành lang. Nó cứu chưa, nó cứu chưa. Nó ơi, con mực nó giết anh. Chạy, vô. Nó. Ủa, nhà này mấy người vậy? Anh không biết. Trên đầu game lên bẻ tô luôn. Được hai luôn mọi người. Đúng rồi. Trời ơi. Ủa được. Nhưng mà nó. Thấy rồi. Trời ơi, xong luôn hơi rồi. Ta hàng lẫn má ơi. Rồi. Nó gắt nở tôi kìa, Gà đen. Súng gì có hai viên vậy trời. Con kia. Cứu nở. Con kia nó chưa có cứu. Nở ơi, chạy ra bẻ xúc tôi mực nở. Nó mực nó ấy à. Nè, mực nè. Trời đẻ xúc quá. Mẹ có cái mũ hai nè. Giết tèo hả mày. Nó mẹ số tu liền. À nó bắn cục nở, nó tính gạt nở luôn á. Má bọn con nào. Bật kỹ năng thôi. Có kỹ năng mà không bật tiếp vậy. Hết kia. Bẻ số tu liền anh em. Mực hỗn này. Phun liền. Làm bẻ số tu mực làm sushi mực liền. Ồ gà quá, nó gáy kìa mọi người. Mạng lát. Trời chết. Mạng anh phò nè. Dễ quá, bảo sao phò là nó không có chơi cùng là đúng rồi. Hello Hiếu Nghĩa. Ai có người chạy xe nhà ma này. Ờ. Chết mẹ luôn mình. Chết luôn rồi. Hãy ném mình ghê mọi người. Hello mọi người nha. Giờ chỉnh đôi nhảy sao trời. Để 4 con 69 đi. Ok. Sao cái phần loot đồ nó không cho mình di chuyển chỗ khác nhờ? À mặc định nó đó luôn. Đó rồi. Nếu mà nó cho mình luôn di chuyển chỗ khác là ngon rồi. Bị cục. Phần đồ tài yếu á. Với không tới á. Phần hay rồi đó. À thanh kia tí mà nó không lên tàu là em bắp anh ra đó. Với có tới đâu. Trời ơi. Ôi có người đơn này.
Ủa chết, sẽ chạy mà bật nhầm ở lô ạ. Vô kìa. Điều. Đừng dùng lại bộ lô. Ủa, ấn nút chạy và ấn nhầm ba lô thôi. Em bắt ba lô. Ủa nhầm gì rồi? Em sẽ đây lấy nhảy bao nhiêu? Bốn mấy à? Để mặc định luôn chứ ai biết. Chơi được chưa? Chơi được hết. Đấy, lại ấn nhầm ba lô thôi. Ai đứt nè, ai bắn không? Không, bắn đi. Dạ. Đúp kìa. Sao ra bắn đúp đi. Trời ơi, vậy. Nở bắn a đúp nở. Cho biết cái trình độ của mình. Rồi. Thôi, bỏ thấy nhỏ thấy clip. Nở bắn đi nở. Anh tin em. Vâng. Đó, anh tin em. Em bỏ nghe rồi. Anh tin em. Đừng dụ dỗ em nữa, đừng tin, đừng tin. Anh tin em. Tin em là bán nữa. Tí nó thì. Lên gặp Alpha rồi. Gì vậy? Giảm chiến binh. Nhìn là có người chị ơi, chết mất tiêu rồi kìa. Đồng đội tôi kêu quá, tôi chưa kịp. Ê, có một người ở đây à. Không bắn thật hả? Không bắn. Đó người ta không biết bắn rồi, số 7 tí hồi chết nằm đóng đủ người ta. Nhát một vò, toàn số 7 rồi. Đâu, kinh luôn. Kêu bắn anh thì em còn bắn được chứ. Nà nít. Ta đứng thua. Truy lý. Nà nít bắn đây. Magic. Ui chết lại lút nhầm đồ nữa rồi. Cứ tự bắn nó xuống đấy thử cái polo. Xem polo bắn thử xuống đấy coi. Cũng gì cơ. Không, có súng 2 viên tôi luôn. Tôi tin polo làm được. Cũng gì, ai đúp á? Không, no, never. Bắn ai đúp top 1 hoài cũng chán chứ. Giờ phải đổi súng khác bắn cho. Không, sắp cool cái kia. Vậy luôn. Không, cái khẩu đó thôi. Khẩm hay bắn như polo không có súng đấy đúng không? Biết mà. Chỉ tôi có thôi. Chết mẹ có gì nữa. Hả? Hello Nguyễn Giang. Game quan trọng đó là mày có xài được không? Xài được, bao xịn luôn. Maleficent. Chắc không? Để hôm nào xài thử. Ok. Ồ, đi nãy giờ không có người chém không? À, có ai có thể cho tôi không xem tivi được? Ai dùng lạnh hồi sinh hoặc sinh dạy polo? Ừ rồi sinh đi. Gạch chéo re vi ve. Ừ. Bỏ nó học lắm. Chế ra hồng sát thấy đồ hồi sinh nha phò. Gạch chéo re vi ve. Để xem nếu mà chơi được thì mua luôn cái cục kia. Mấy cái cục kia đắt phải nồi. Bên GVN nó bán 4.7 đấy. Chiến đấu vậy à, đấu cũng 4.7 à. Chỉ dạ. Việt Nam 4.7 hết. Chỉ mua trên mua nước ngoài về thôi, mua trên chỉ mua nước ngoài thôi. Ừ. Nó tầm khoảng 4.2 Anh làm cờ nhíp về VSS đi hả? Có người lên, chị xe đen ơi. À đúng rồi. Ơi. Wow. Nở tay nhanh. Ôi, sao bị nhanh, vậy nhanh tay như chớp. Này thì cà thiện nở này. Cả thiện của giáo nở chúng tôi. Có người đây ạ? À? Ở đây thấy nó đang quay qua nè. Hai thằng mà. Polo bị bắn từ phía sau lưng, Polo nằm xuống. Chắc là nằm xuống. À rồi. Không. Ui bực. Kim cái cớp, bực cái cớp không được. Ấn nhầm nút nhảy luôn. Sinh. Ủa thế con RG phone đâu Polo? Nằm một xó này này. Nhưng mà chiếu lên là phải một cái cục kia mới chơi được cơ. Còn cái này là chỉ chiếu màn hình thôi. Nếu mà chơi rock phone thì phải mua cái cục kia nó không bị delay. Hả? Hả? À, thì mua đi. Ôi toàn là quên bật. Sao mua RG phone rồi xong mua cục kia đi. Mẹ mua iPad mất hết 10 mấy triệu. Mắt phone thấy phone rảnh tiền không? Ờ rảnh tiền mua iPad 10 mấy triệu. Mà định mày có rock phone sẵn nhà rồi. Sao nào chơi rock phone đắt. À đâu chê cái cục kia đắt vãi thật. Ta thích đây. Thích Magic. Không thích. Không thích mua đây. Magic. Này chị Sigon. Là đến mua cái đồ mà truyền hình ảnh lên á hả? Ờ cái đó. Cái mà hai bên. Thấy bên S chiếu chưa? Đấy S chiếu nét vậy đấy.
bò nữa hay phun phò hâm. Cái đấy mình nếu mà mình chiếu màn hình á, lúc mà mình quay á, mình vừa live mình quay được mình để bitrate quay cho nét được. Còn trước trên PC toàn để quay 6.000 hay 5.000 bitrate à, mờ vậy. Còn cái đó là nó cho cái quay khác hả? À không, mình OBS mình chỉnh được bitrate cao hơn. Kiểu nó nhẹ hơn đấy. À chỉnh cao mà nó nhẹ hơn, đỡ lag hơn gì. À, tôi đang quay video hình như là xì chim là 7.000 bitrate, quay video là 20k. Ồ, vãi rồi. Nét lắm đúng không? Nét. Ừ, như boy dùng đây, thấy boy dùng cũng cái cắm cũng cục. Boy chim hình như boy chim để bitrate 10k phải á. Rồi đến giờ mình vẫn còn dùng cái phản chiếu màn hình. Ôi đừng spam mình. Đó, đến giờ mình vẫn dùng luôn. A. Ủa nhầm đúng bắn này, holy shit. Nó ở không biết nói sao luôn, hay cục đá bự nè. Ờ bên map đổi. 150. Mép tới cái cáp rồi, mép rồi cái cáp rồi. Ôi, đầu cháu nở bị bắn rồi. Thấy căng cực. Uầy, hình như nở cả Maxi mà. Có được không? Con máu nhanh thế em. Máu nhanh hơn cả anh luôn. Anh nở anh. Lo một cam. Không nhanh gà yếu này. Không nhanh bằng nở. Ôi, nhà mai có người luôn. Ờ Polo bị bắn rồi. Một quả kêu được đặt ra, cô ra đỡ quyết định đẩy lên rồi. Bóc máu đi Polo. Và bóc lốp cực kỳ chuyên nghiệp. Mấy nó vào đoạn qua không? À, không tới đâu. Chết mẹ chán rồi. Trời đó Polo. Ô mày. Có một kèo méo đâu. Ô cháu nở quyết định móc phía sau lưng rồi. Rút vào bên đấy. Nó đâu? Đây đây. Có Polo rồi kìa. Tới luôn. Ui Polo hay quá. Hay quá. Ui ghê 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 ghê. Ai bắt bắn ghê quá, trời chuyên nghiệp ghê á. Yeah, đúng là có người phù hộ nó khác liền. Không phải do người phù hộ đó. Đấu giải chẳng khác gì đấu giải chuyên nghiệp kìa. Do người phù hộ. Thôi tiếc mẹ con phò đang chết rồi nó ám thôi. Em mình nói Polo để tôi canh phụ cho cái mình bị hai dĩa hai quả chén luôn. Nó thành lút rồi chạy ra bên kia ăn quả thính nữa. Mấy cái giao diện cái nút bắn này khó nhìn quá. Chả biết rút luôn như bình. Nở bị bắn rồi. Polo có quyết định xuống co ve không đây? Khi được địch là đang ở dưới. Ủa, bờ đồi nhà gỗ. Bờ đồi ba nhà gỗ. Polo đẩy ngu xuống Polo. Polo giờ vờ đẩy ngu Polo. Ở đâu vậy? Nhà gỗ á. Bờ đồi nhà gỗ đó. Đúng rồi. Bờ đồi xuống rồi chết ngay. Từ để luôn đây. Mình đứng đây được mà mình còn trong bom mà đúng không? Bóng ai đó nhẹ nhàng dục qua nơi đây. Cấp 1 là đây nè. Quyến vũ ngây ngất. Trời ơi đừng si bam mẹ, làm ơn đi. Làm ơn đi mọi người. Trời ơi. Bli don't si bam me. Bli I will love you if you don't si bam. Đấy toàn là quân okay. Có kỹ năng. Rồi thính rồi sát em rồi. À bên dưới rồi. Không biết đồ mà. Ủa cái hiệu ứng này chả thấy gì cả. Nó đi mất tiêu rồi. Má tôi xem TV mà nhìn mấy người bắn mà tức tức á. Có vẻ là top 1 rồi nè. Chứ đồ. Vui vẻ không vào. Phá kéo luôn. Nó bắn ở đâu vậy? Sao không thấy gì chơi vậy? Dưới đèo đó. Cốc cây lá úa. Nó. Bắn quen, ở nấp rồi. Tí nó chết rồi. Có ai coi chừng, có ai trên rồi, trời nó xuống sau lưng không? Em á, trên đồi sau lưng em. Đúng vậy, sao đang bắn nhau kìa. Nó đang bắn nhau kìa. Ôi ghê. Ôi, vết mang cái gì ghê chưa. Giúp tâm phải nói là. Ủa, trên đồi đây mọi người giết hết chưa? Rồi không biết nữa trên đồi. Đồi bên cũng nở này, ừ. Không biết luôn á. Chắc còn một thằng cuối bên đây rồi. Ôi, bọn kia hết hồn. Cầm MB đó. Từ có C3 mọi người. Thôi từ từ nhá, từ nhá. Đọc của mình đâu. Từ quăng được quăng cao quá, quăng rớt xuống đồng vừa rồi. Là có người chỗ cô nở hả? Chơi đi luôn nè, quýnh đó. Chiếc. Ủa, ái dồi, mù mắt. Ái dồi. Có ve qua. Không thấy câu ve. Dạ, thấy cái trời ơi. À, đây đâu, hôm kia không kịp nhảy lên nữa. Kêu người bên cô nở nãy giờ, tiếng trước rồi mà không qua gì hết. Để cô nở thử
xong qua cái đó. Sợ móc lũ đây đó. Một pha ném rẹt. Thôi ạ, ném lựu đạn, ném lựu đạn nè. Có máu đá lựu đạn rồi. Ủa nó phóng lựu kìa. Phóng lựu á. Lục phóng lựu, lục phóng lựu. Mày chết rồi trai. Ôi, cái thằng con trồn. Ái sao con trồn mù mắt. Ôi giời ơi, vào đầu luôn. Ôi ghê không? Mẹ vung tầm đỉnh cao vậy. Không gì ghê hết. Ôi, đấy bị bắn thằng kia. Nó còn có 23 tiết à. Tức chết thật tức luôn. Thích sợ ba em thấy thì sao con kia hả? Ok thì bye bye bạn luôn chứ sao. Bye bye. Hay quá. Ôi.